À, vâng nhá, em chào các bác. Đấy, em này xả thêm một con Sony cho các bác nhá. Đây. Đây là cục công suất của Sony các bác nhá. Cục công suất này là của con MHCJ300 nhá, MHCJ300. Đấy. MHCJ300 đấy. Đấy. Con này có cái equalizer đèn nháy rất đẹp này. Và nó có rất nhiều các chế độ này. Rất nhiều chế độ equalizer nhá. Đấy. Chế độ equalizer TBO này. Rồi chế độ equalizer bằng music này. Đấy. Với cái chế độ movi, da, classic này, bop này, dancer này. Đấy nhá. Đấy, rất nhiều. Ngoài ra là các bác có thể tinh chỉnh equalizer bằng cách như sau đây. Đấy. Đấy nha, các bác nhìn hai cái nút này. Đấy, thì nó sẽ là nút để mình di chuyển các cái con trỏ đến các cái vị trí để mình chỉnh nhá. Đấy, các bác nhìn con trỏ nó nháy không? Đấy, cái này em gọi là con trỏ đây. Con trỏ di chuyển đến các vị trí ở trên đây, nó sẽ có các vị trí như là 63, 160, 400, 1K, 2.5K, 6.3K, rồi 16K nhá. Thì đây là những cái vị trí để mình chỉnh bát tép nhá. Thì ba cái vị trí đầu tiên này nó sẽ là bát. Đấy. Thì các bác muốn nghe chỉnh bát thì các bác chỉnh ba vị trí này cho em này. Đấy, mềm mại hay không này, là cứng chắc hay không sẽ nằm ở đây nhá. Các bác về các bác nghe các bác sẽ cảm nhận được. Đấy. Tiếp vào đây là dải hai cái con trỏ này thì nó sẽ là dải chung này. Để ca sĩ này. Nếu mà chia cụ thể ra thì em coi đây là 1K là dải ca, dải chung cho ca sĩ nhá, dải nơi, dải chung nhá. Đây còn đây nó sẽ có dải 2.5 này, dải 6.3 và dải 10K, ba cái cuối cùng này là dải tép nhá. Đấy. Đấy thì các bác chỉnh theo tay nghề các bác nhá. Đấy. Thì có tùy chỉnh nhá. Đấy, chỉnh xong các bác ấn equal một lần nữa. Đấy, để kết thúc quá trình chỉnh. Đấy và nó sẽ hiện lên các cái nút như này. Đấy, được chưa? Đấy, nó sẽ hiện lên cái equalizer nháy như này nhá. Và các bác bấm beat vào đây, ở đây nó sẽ có các cái chế độ đèn nháy này. Rất đẹp như này. Nhá. Đấy. Em rất khoái cái kiểu chữ trên xuống dưới này, em rất tập để chữ trên xuống dưới này nhá. Đấy. Thì đấy là cái equalizer nhá. Đấy con này là có equalizer rất là nó đẹp như này. Đấy nhá. Đấy. Con này là Sony MHCJ300 nhá. Đấy. Có một cái hơi đáng tiếc một tí nhá, hơi đáng tiếc một tí ở đây là có cái nút nó nguồn đây là không biết nó tụt đâu mất rồi. Đấy. Ở đây bình thường nó sẽ có một cái để bấm nguồn như này, nhưng mà bây giờ nó biết tụt đâu rồi. Thôi đấy các bác về chịu khó thì em bán thanh lý con này nhá. Để các bác về tôi chịu khó thì đây. Cầm cái que chọc vào đây để ấn vào đây để bật tắt nguồn nhá. Đấy. Vẫn bật tắt nguồn bình thường. Đấy. Có điều là có cái bao ở bên ngoài này, cái chụp để ấn này nó mất rồi. Đấy. Chả biết đi đâu mất. Còn cái này thì các bác về các bác có thể lấy cái tua vít hoặc là các bác lấy cái đầu đũa nhá. Hoặc các bác chế cái kiểu gì các bác để ấn cái này nhá. Đấy. Hỏi anh em thợ thì về lấy về độ đi chứ nào thì làm nhá. Đấy, biết đâu các anh em thợ đang có những cái con này nhưng mà nó hỏng rồi. Đấy thì chỉ cần nhắc cái mặt con này sang rồi cả con này là nó dùng được luôn đúng không? Thì tùy các bác nhá. MHCJ300 nhá. Đấy con này thì đây em có bỏ ra em kiểm tra bên trong đây. Đấy. Hàng còn rất đẹp nhá. Các bác nhìn được. Rồi. Mạch bao nhiêu năm rồi nhá, vẫn đẹp. Vẫn long lanh luôn. Đấy, đẹp long lanh luôn nhá. Đấy. Đây, mặt mũi của nó đây. Nhá. Đấy. Như em quan sát đấy thì là con này nó vẫn còn ok hết nhá. Đấy, ok hết 100% luôn nhá. Đấy. 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 Các bác nào anh em nào làm nghề chúng ta tự xem nhá, tự ấy nhá. Còn là với em thì em với con mắt của cái người mà nói chung là cũng tiếp xúc với hàng bãi nhiều, em thấy con này còn ok nhá, còn ok luôn, đẹp luôn, nội thất đẹp luôn. Đấy, con này chạy con sò ngao to vật vã luôn này. Đấy, mấy con sò ngao này khủng khiếp luôn nhá. Đấy, những con chạy sò ngao này tiếng bát nó rất là mềm. Đấy. Và này các bác nghe này, tiếng mềm nhưng mà chắc nhá, nghe rất là hay. Đấy. Ngoài ra con này sẽ có chế độ dynamic bass ở đây nhá, để nó có thể là tăng giảm cái bass này theo ý thích này.
Đấy, các bạn thấy không? Đấy nhá. Đấy thì bác nào thích thì có thể là mua con này về để mình làm công suất mình ghép nhạc nhá. Đấy, nắp đây. Nắp của con Sony ở đây nhá. Đấy, và công suất của con Sony ở đây. Cái nhạc tự nhiên dừng rồi. À, các bác chờ em tí nhé. Cái đấy hình như là mạng nó lại đứt mạng rồi, hôm nay nó đứt mạng. Đây, đây nhá, được các bác nhìn này. Đằng sau đây, nhá. À, con Sony Z300 này thì bé thôi nhưng mà công suất nó rất là khủng, 80W điện 100V và hàng made in Japan nhá. Đây. về cái bên ngoài của nó, hóa ra là cái này là bị tụt dây đây. Đây nhá. Còn về chiều ngang của nó thì nó sẽ có chiều ngang là 20cm này. Đấy, chiều sâu là khoảng 22cm này, chiều cao khoảng 18cm nhá. Đấy, thì bác nào có nhu cầu mua cái con này thì liên hệ cho bên em nhá. Con MHC Z300 này thì em bán xả luôn nhá. Đấy, bình thường ra những con này thì nó khoảng tầm triệu đấy. Những con công suất này nó khoảng tầm triệu đấy, hàng đẹp như này đấy. Có cái quay giờ đèn nháy các thứ này nó đều khoảng tầm 900, hơn 900 một triệu nhá. Cho con này em bán xả là đi 650 nhá, 650.000 đấy. Về các bác làm công suất chúng ta nghe nhạc nhá, cắm điện thoại máy tính nghe nhạc đấy. Để cắm điện thoại máy tính ở đây các bác cắm đường này này. Bực mình quá cái dây. Đấy nhá, cái đường cắm là đường video aux ở trên đồng này nhá. Đấy, sau khi mình cắm ở đây xong thì mình chuyển cổng này. Đấy, nó cứ bị tụt dây đây. Bực mình thật. Vì đang để cái ốp ở trong đây mà. Đấy, nó trơn. Đây. Thì đây nhá, các bác bấm này, bấm này, trên đây này. Trên cái lỗ này là có cái phần đấy đây, các bác bấm chuyển nó sang phần video nhá. Đấy, phần video nó sẽ có tiếng nhá. Đấy. Đấy. Này, cái ốp này bây giờ đang để ở trong cái ốp mình này. Cái điện thoại nó bị tụt cái dây AV ra, nó lại cứ bao lại nhá. Đấy, thì chuyển đúng sang cổng video sẽ có tiếng. Đấy, được chưa? Dùng đơn giản thôi. Đấy nhá. Ok nhá. Đấy thì con Sony MHC Z300 này đấy thì bật tắt nguồn bình thường nhá. Vẫn bật tắt nguồn bình thường này, được chưa? Đấy nhá. Thì giá của nó nhá là đi giá của nó thôi em bán là đi 650. Đấy, bác nào có nhu cầu mua liên hệ cho bên em nhá. Số điện thoại liên hệ là 0966594581 hoặc là 0979891652 nhá. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của bên em. Vâng.